Đi đây. Đi đi, đi ra ngoài kia mà sống. Tôi không đi. Này thì ném này. Úi dạ, tôi đã bảo là đi đi. Tôi không đi. Hả? Úi, đồng nghiệp không đi. Bọn tôi không đi. Mấy ông để tôi. Đi đi. Bọn tôi không đi. Đi đi. À, bà này dám ức hiếp anh em bọn tôi à? Đi hết đi. Không đi. Bọn tôi không đi. Không đi, không đi. Không đi. Ôi 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 ôi. Ôi, đúng là những người đàn ông hiểu nhau có khác. Mặc dù là chỉ mới gặp nhau có một lần mà cũng trở thành bạn bè luôn mọi người ạ. Cay nhất là cái bà kia không hiểu sao cứ ở dưới mà không lên cover cho team của mình nữa.